Trong trận đấu dành cho các cầu thủ trẻ tại Nhật Bản, người hâm mộ đã được chứng kiến một pha dàn xếp đá phạt siêu dị của đội bóng áo đỏ. Ba cầu thủ áo đỏ được xếp đứng cùng với hàng rào của cầu thủ đội bạn. Trong khi đó, ba cầu thủ khác đứng cao hơn. Khi tiếng còi vang lên, ba cầu thủ đứng phía trên đã thực hiện động tác lùi dần đều về phía sau để cầu thủ mang áo số 10 tung ra cú sút phạt. Ngay khi cầu thủ số 10 tung ra cú sút, tất cả 6 cầu thủ áo đỏ đứng làm hàng rào đều đồng loạt cúi đầu xuống để trái bóng bay qua. Trước màn dàn xếp đá phạt thông minh này, thủ thành và hàng phòng ngự của đối phương đều không kịp phản ứng. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Đối với nhiều cầu thủ, chỉ với một vài tình huống xử lý thôi mà họ cũng đã biến sân bóng bỗng chốc trở thành sân khấu tấu hài. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha diễn hài đỉnh cao, cùng với đó là các màn xử lý kỹ thuật đầy ngẫu hứng của những siêu sao bóng đá trên sân cỏ các bạn nhé. Lên đường thôi! Tình huống này, Kusuma tự nhiên điên quá bà con à. Nhận bóng từ phần sân nhà, trung vệ người Pháp bỗng chốc hóa thành siêu nhân khi dốc bóng sang tận sân của Ajax, rồi còn đảo chân các kiểu nữa chứ. Chuyên nghiệp chưa? Tiếc là cú sút cuối cùng thì nó lại bay thẳng lên trời, không là siêu phẩm cũng nên. Từ khi còn thi đấu ở Ligue 1, Alan Saint-Maximin đã cho thấy mình là một dân chơi hệ quẩy thứ thiệt. Một pha đảo rồi gắp bóng đầy kỹ viện của ngôi sao đang khoác áo Newcastle đảm bảo sẽ giúp người hâm mộ có một cảm giác thích thú khi chứng kiến. Cristiano Ronaldo chơi kiểu này thì lại chí mạng quá, hất bóng qua đầu Rudiger xong rồi giả vờ lấy tay hứng banh cho đối phương bất ngờ chơi. Và thế là trung vệ tuyển Đức lập tức dính bẫy anh bảy luôn, quê chưa? Chúng ta hãy cùng đếm xem có bao nhiêu cái bóng sọc vàng đen bị vượt qua trong tình huống này. Thôi tính luôn là cả cái hàng thủ đều bị Ignacio Socco hạ đo ván. Và thế là ngôi sao của River Plate ung dung bỏ túi một siêu phẩm cho mình. Và đây là Zlatan Ibrahimovic cùng màn giới thiệu đẳng cấp của mình với thế giới bóng đá, không thể cuôn ngầu và bá cháy hơn. Một mình tiền đạo người Thụy Điển vượt qua nguyên dàn phòng ngự đối thủ bằng những cú ngoặt bóng quyết đoán. Một bàn thắng hoàn hảo của anh đại Ibra, đúng là hảo hán. Chả lẽ lại nói đây là một pha ăn thẻ vàng đẳng cấp của Giorgio Chiellini? Sau cú trượt chân ối giời ôi, trung vệ người Ý đã vươn mình hết cỡ để lấy tay khều bằng được trái bóng ra khỏi chân đối thủ. Chắc có lẽ cảm phục với tinh thần bất chấp tất cả đó, trọng tài chỉ tặng cho Chiellini một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Cristiano Ronaldo kiểu, ôi sao lại được như thế nhỉ? Sao lại khổng lồ như thế được? Có gì đó sai sai ở đây rồi. Nếu có giải thưởng quả ném biên của năm thì xin phép bà con được bầu 1 tỷ lá phiếu dành cho pha ném này. Thanh niên lấy đà rất căng rồi sau đó thực hiện một cú lộn nhào. Ấy vậy mà lực của quả ném biên vẫn rất căng và mạnh. Nó phải gọi là ảo ma Canada ngoài sức tưởng tượng. Cú gấp bóng 6 sao kỹ thuật này đã trở thành thương hiệu độc quyền của Neymar. Cũng có rất nhiều ngôi sao đã làm theo, nhưng đúng là phiên bản chính chủ vẫn coi là sướng mắt nhất. Aurit-Maxim Choupo-Moting đã từng có một pha bỏ lỡ cơ hội vang danh thiên hạ, uy trấn giang hồ. Đứng trước gôn trống và chỉ với khoảng cách nửa bước chân, nhưng cựu sao PSG vẫn để bóng an toàn ngay trước vạch vôi, cứu cho đội bạn một bàn thua trông thấy. Với vẻ ngoài không khác gì chiến binh Sparta, Arda Turan nhiều lúc cũng thể hiện tính cách nóng nảy như ngoại hình chiến của anh vậy. Chỉ một tình huống bất mãn thôi mà cựu cầu thủ Atletico Madrid sẵn sàng ném giày thẳng về phía trọng tài biên. Xem ra gan của Turan cũng lớn đấy, làm cái thẻ vàng nhé. Cũng định là đợi bóng ra hết vạch vôi để kiếm quả ném biên hay phạt góc gì đó. Nhưng mà định mệnh nó đã chọn là bóng đập vào cột cờ để nảy lại vào lưới rồi. Trent Alexander-Arnold cũng không nỡ từ chối, tiện để có một pha kiến tạo nữa quá còn gì. Ghi bàn tình huống này thì dễ cho đối phương quá. Thôi thì đợi thủ môn xông vào rồi sâu kim nốt cho ra dáng ngôi sao đẳng cấp toàn cầu ha, Lionel Messi.
có lẽ người hâm mộ ngoại hạng Anh nói chung và fan Liverpool nói riêng sẽ không bao giờ quên cú trượt chân định mệnh này của huyền thoại đội bóng Steven Gerrard. Pha ngã này cũng đã khiến cho chức vô địch ngoại hạng Anh tưởng như đã rất gần Liverpool năm đó. Bỗng chốc trở nên quá đỗi xa vời, nỗi đau này ai thấu cho Gerrard đây? Người ta gọi Chicharito là một trong những tiền đạo ăn cắp trứng gà may mắn nhất nhì làng thúc cầu. À thì xem, bàn thắng này của ngôi sao người Mexico xúc trượt nhưng vẫn ghi bàn bằng mặt, đúng là môn đệ ruột của thần Kim Quy mà. Đấy phải gọi là múa bóng chứ không còn là đá bóng nữa rồi. Những tưởng mấy pha kỹ thuật ảo diệu như này sẽ chỉ xuất hiện trong những tựa game như là PES hay là FIFA thôi chứ. Ai ngờ đâu nó cũng có mặt ngoài đời thực anh em à, ảo lắm chưa? Anh em cùng nhau đồng lòng tạo ra màn song phi xe đạp chổng ngược như thế này thì ai đỡ được đây? Nhân hai lần sát thương cho siêu phẩm, anh chàng gác đêm bên kia chỉ còn đúng cái nịt thôi, không thể cản phá. Anh Bảy đã được trao quá nhiều yêu thương trong pha bóng này rồi. Tình yêu đó lớn đến độ mà chiếc áo của siêu sao người Bồ đang mặc bị rách tươm luôn mà. Nhưng vấn đề ở đây là khi thay áo mới, đội ngũ hậu cần lại đưa áo của Sergio Ramos cho CR7 thay, không hiểu kiểu gì. Oliver Paulman đã là thủ môn đầu tiên lập hẳn hat-trick trong một trận đấu. Nhưng đáng buồn thay, đó lại là 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua cho đội nhà Freiburg. Anh bắt bài như này thì đi hết nhà cửa người hâm mộ luôn rồi, chịu đấy. Cristiano Ronaldo đã có một pha xé lưới theo đúng nghĩa đen. Nhìn từ xa còn chẳng biết rốt cuộc là bóng đã vào lưới hay đi ra ngoài. Ván đầu cho màn đá penalty này quá anh Bảy ơi. David Beckham xuất phạt góc đẳng cấp và độ đẹp trai thì khỏi phải bàn, cao ngút trời. Thế nên anh em cũng đừng quá ngạc nhiên khi thấy Pep đá phạt góc mà đưa bóng trực tiếp nằm gọn trong lưới nhé. Siêu phẩm này của cựu sao Man United là dễ, quá là điều bình thường luôn. Vừa rồi là những pha tấu hài cực mạnh cũng như những màn xử lý ngẫu hứng khiến khán giả trầm trồ của các siêu sao sườn cỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.